Chào các bác nha. Nay em sẽ phục hồi con chim ở xe 67 này. Sau qua nhiều năm tháng nó bị phai màu thì cái nước sơn thì em có đánh bóng và xử lý tẩy hết cái sơn đi. Bây giờ em sẽ hồi phục sơn lại. Trước tiên là em dùng cái băng keo 3M này nhé. Sau khi dùng cái băng keo 3M này mình sẽ tẩy mít lại các cái viền, mình sơn cái cánh chim trước. Sau khi mình làm xong một cái, nó sẽ mình cắt theo cái viền cánh chim, mình sẽ sơn màu trắng trước. Đây là kết quả mình dán rồi, mình khoét thành lỗ cái cánh chim này để mình sơn màu trắng nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi sơn. Đây là kết quả mình mới sơn cái cánh chim màu trắng xong này. Nên mình để thật khô đi để mình mới bóc cái lớp giấy bên ngoài và mình sẽ dán một cái lớp che lại ở phần màu trắng cái chim này để sơn lại phần màu đen bên ngoài là xong. Mọi người chờ đón kết quả nha. Sau khi cuốn băng keo xong, bây giờ là phần sơn bên ngoài là màu đen. Sẽ đem đi sơn. Đây là kết quả sau khi mình sơn xong nhé. Đấy, nó sẽ không được 100%, còn được 90%. Đây là mình chưa có đánh bóng nhé. Đấy, trông nó cũng khá đẹp. Đấy, cánh chim zin của C67. Được khôi phục lại màu sơn rất đẹp.